Tại hội thảo những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra vào sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đối với thế giới, nhà nước pháp quyền là một vấn đề không mới. Đây là tri thức, giá trị tiến bộ của nhân loại đã được đúc kết và khẳng định qua lịch sử hàng trăm năm. Qua thảo luận, mặc dù vẫn còn có những điểm cần phải tiếp tục nghiên cứu, luận giải, nhưng về cơ bản các đại biểu đã đi đến những nhận thức thống nhất, giúp nhận diện rõ hơn về mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ đó định hướng xác định những bước đi, giai đoạn phù hợp cho quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch nước nêu rõ, một trong những thống nhất của hội thảo đó là tư tưởng đề cao vai trò của pháp luật trong tương quan của nó với quyền lực của nhà nước. Theo đó, nhà nước phải đặt mình dưới pháp luật, chịu sự ràng buộc của pháp luật. Tư tưởng về chủ quyền nhân dân với tính cách là nguồn gốc tính chính đáng, tính hợp pháp của nhà nước. Tư tưởng đề cao các giá trị công bằng, công lý, quyền con người. Những giá trị cốt lõi dành pháp quyền như chủ quyền nhân dân, tư tưởng đề cao giá trị công bằng, công lý, quyền con người v.v. đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới từ những ngày đầu lập quốc, trở thành tư tưởng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Điều đặc biệt với một góc độ của các nhà khoa học pháp lý, hôm nay tất cả các đồng chí đều khẳng định cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ, đề cao bảo vệ hiến pháp, nhà nước pháp quyền là phương tiện của chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công. Và cái chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tầm hành động trong triển khai xây dựng nước pháp quyền, đặc biệt công nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà nước pháp quyền chủ nghĩa đều tất cả dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện có đầy đủ cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn, là sự vận dụng sáng tạo, hợp lý tri thức về nhà nước pháp quyền của thế giới vào thực tiễn Việt Nam, vừa mang đầy đủ những giá trị phổ quát, chuẩn mực của một nhà nước pháp quyền, vừa mang những nét đặc thù chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam. Đó là sự đổi mới tư duy lý luận về nhà nước của Đảng ta, từ tư duy lý luận về nhà nước chuyên chính vô sản sang tư duy lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chúng ta có thể khẳng định xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quy luật phát triển tất yếu của nhà nước Việt Nam và cũng thấy đó là nguyện vọng, sự lựa chọn của nhân dân phù hợp với xu hướng phát triển của nhà nước của đất nước ta trên với cái tình hình của thế giới đã được Đảng chúng ta cân nhắc rất kỹ để tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền cho chủ nghĩa nước ta. Chính vì vậy, trong bối cảnh quốc tế có nhiều phức tạp, việc chúng ta tập trung xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền chủ nghĩa Việt Nam để phát huy những giá trị tiến bộ nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước là yêu cầu cấp thiết, tất yếu khách quan. Cần phải đề ra những biện pháp để khắc phục, và đặc biệt các ông chị đã nói, với cái yêu cầu về những pháp quyền phục vụ nhân dân, thì tất cả hệ thống của chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao để thực hiện cho nó đi vào cuộc sống. Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trong tổ biên tập đề án, nghiên cứu, chọn lọc, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, giải pháp mà các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn đưa ra để có cách thức, biện pháp khắc phục những hạn chế khó khăn, vướng mắc trong lý luận nhận thức, cũng như trong quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và đưa thành các nhiệm vụ trong đề án xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.